Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này sẽ hướng dẫn các bạn nhanh cách để xuất video có nền trong suốt với Filmora 12 nhé. Ok, rất là đơn giản thôi. Ở đây là Filmora 12 của mình nhé. Ở đây là cái video có nền trong suốt này. Mình vừa xuất ra nhé. Đây. Để kiểm tra thì các bạn cho cái bảng màu bên dưới. Mình sẽ đặt cái bảng màu bên dưới để cho các bạn nhìn đây nhé. Đó. Đấy, các bạn nhìn này. Đây là dưới, đây là bảng màu nhé. Thì để xuất cái này rất là đơn giản nhé. Ví dụ mình có cái video đây, mình dùng video của cái phần stock này luôn nhé. Đây là video, mình sẽ thu bé cái này lại. Ok, để chọn nó vào đấy nhé, chọn nó vào, thu bé lại. Thu bé ở giữa này, thì để xuất video có nền trong suốt với Filmora 12 ấy, thì các bạn sẽ nhấn vào export nhé. Nhấn vào export và nhớ là các bạn phải đăng nhập vào nhé, đăng nhập vào tài khoản. Và bạn nếu mà muốn xóa logo thì các bạn phải mua tài khoản nhé, mình có hỗ trợ mua ấy. Các bạn chọn tiếp là phần này nhé, local, sau bạn chọn tiếp là GoPro Cineform. Ở đây mình sẽ đặt tên video nền trong suốt. Ok, thế thôi, đây đặt tên xong rồi. Bạn nếu mà bạn thích chọn cái điểm lưu ấy, thì các bạn nhấn vào đây, điểm để lưu video. Kích thước này, kích thước bạn làm kích thước nào thì các bạn xuất được kích thước đó. Sau rồi bạn nhớ check vào cái ô này nhé, Export Alpha Channel nhé, Alpha Channel, các bạn nhớ kích vào đây. Thế này là sẽ ra cái video có nền trong suốt. Nhấn vào Export. Ok, bây giờ Filmora nó xuất xong rồi. Thì bạn nhấn vào nút này nhé, Open Folder để mở nó ra. Mình sẽ mở cái thư mục và mình kéo nó vào đây để mình test lại cho các bạn xem. Ok, đây là cái thư mục video nền trong suốt này. Bạn kéo, bạn thả vào đây. Mình sẽ thả nó thẳng trên timeline luôn nhé. Video này. Và cái video ở dưới, mình sẽ xóa hiệu ứng của cái video ở dưới đi. Delete effect để cho các bạn nhìn thấy cho nó rõ. Rồi, đây video ở trên này, nó đè lên cái video ở dưới này, các bạn nhìn này. Hai video. Đó, video này, các bạn thích thì các bạn có thể tắt cái video ở dưới này đi. Đó, nhìn, đây là nền đen nhưng mà nó thực ra là nền trong suốt. Đơn giản thôi, đấy là làm nào để xuất video có nền trong suốt với Filmora 12. Mình đang dùng Windows nhé, không biết là các bạn dùng Mac OS thì như nào. Tại vì mình cũng không có máy Mac để test ấy. Ok, đơn giản thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhân tiện là các bạn thấy cái mic này thế nào. Cái mic này để thấp ấy, thì tiếng nó sẽ nói nó hơi bé. Đây là mình phải kê nó cao lên. Và chắc là mình sẽ phải cho nó vào cái cần này. Cho cái cần này nếu như là mình muốn sử dụng nó. Ok. Bye.